Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói là cảnh sát ở Los Angeles, ở khu vực mà Sunland, họ đang điều tra xem coi là tại sao có một cái xác chết được bỏ ở trong cái thùng rác. Những người dân ở quanh đây thì có người thì người ta nói là người ta đã thấy cái thùng rác này đặt ở trên giống như là một cái cạnh ở một cái khu, một cái chỗ mà giặt ủi từ hôm thứ Sáu lận. Là... Có người hàng xóm thì nói rằng là họ coi cái cái camera um, ở nhà họ đó thì họ nói tối đó thấy có một người giống như là mặc một bộ đồ đen lẫn quẩn ở đâu cái bụi cây ở gần đó thì không biết có phải là cái người đó bỏ vào hay không. Ừ. Thì họ chỉ thấy cái thùng rác rồi xong rồi nhưng mà cái người chủ của cái tiệm giặt ủi gần đó thì ông nói rằng là sáng thứ hai ông mới nhìn thấy cái thùng rác này mà lúc ông nhìn thấy đó thì cái thùng giống như là nó bị bị ngã ừ. xong rồi ông mới đến thì ông dựng nó lên thì lúc đó ông cảm giác rằng cái thùng này nó nặng và nó rất là hôi mà khi mà dựng nó lên đó cảm giác trong đó nó giống như có một cái gì nó nó lỏng bỏng nó nó lụp sụp lụp sụp ở trong đó thì ông nghĩ là chắc là có xác một cái con gì chết người ta liền vào thì thế là ông mới gọi cho cảnh sát thì khi cảnh sát tới nơi đó thì họ mở cái thùng đó ra và lúc mà họ kéo ra ở trong một cái bao giống như là để đựng những cái dụng cụ mà chơi, chơi golf á, mở ra, ê, chơi đi trượt tuyết á, thì họ mở ra thì họ thấy một cái xác đã phân hủy. Thì bây giờ họ chưa có biết được là họ chưa xác định được danh tánh nhưng mà họ nói ở cái xác này đoán là cái xác của một phụ nữ ở trong cái độ tuổi là khoảng 30 tuổi chưa biết là tại sao ai vứt cái xác này vào đây, rồi cái người này có phải là cư dân ở quanh khu vực này hay không. Chỉ có điều là những người dân địa phương ở đó thì người ta nói là giống như họ bị uh, rúng động trước cái tin này, bởi vì cái khu vực này bao nhiêu năm qua là nơi rất là yên tĩnh, rồi nhà cửa ở đây cũng là thuộc loại uh, giống như là nhà cửa cũng khá là đắt đỏ chứ không phải là một cái khu uh, nhà nghèo vân vân. Thì bây giờ cảnh sát đang tìm kiếm và cũng họ cũng kêu gọi là ai có biết những cái thông tin gì đó thì cung cấp thêm cho cảnh sát. Nhưng mà nghĩ đừng tưởng tượng ra mà một cái thùng rác mà khi mở ra có cái xác người trong đó thấy khủng khiếp thật luôn á. Chắc tôi xỉu quá. <laughs> nhìn thấy xác người chết rồi nhìn thấy máu me hay gì đó là chắc tôi xỉu quá. Rồi ngày hôm nay thì có một câu chuyện xảy ra ở bên O2O quý vị tiểu bang O2O vùng này là vùng South Charleston. Thì cái chuyện xảy ra là ông cụ 81 tuổi đã bị truy tố tội giết người đối với lại một người Uber, một người lái xe Uber đây 61 tuổi. Thì ông cụ 81 tuổi này đã bị truy tố về cái tội giết người và ông ta đã ra tòa và nói rằng là ông không nhận tội và ông muốn điều tra thêm. Câu chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Hình như 26 tháng 3 là ngày mà cái cây cầu bị sập đó, cái cầu ừ. Keystone gì đó. Nhưng mà ngày nay này là 25 tháng 3 thì ông cụ ở nhà nhận được điện thoại của một người tự gọi mình là nhân viên công lực của địa phương. Và người đó nói rằng là ông đã phạm tội này tội kia và ông bắt buộc phải đi ra qua Green Target mua một cái thẻ cào, và phải đọc cái số thẻ cào đó lên hay là phải mua cái thẻ đó về rồi sẽ có người tới nhà để lấy cái thẻ đó của ông để mà ông đóng tiền phạt, không thôi thì ông sẽ bị ra tòa, bị tù này kia. Thì khi ông cụ này ông nghe thì ông, ông ông biết ngay đây là lừa đảo rồi. Thì vì ông cụ cũng nghe trên báo chí, trên đài cũng có thể là nghe cà phê sáng nữa. không chừng đó. Thì ông biết rằng là a à, đây là những cái vụ gọi phone lừa đảo rồi kêu mình đi mua cái này, mua cái kia đó. Thì ông cụ 81 tuổi này là ông ông đã à, là à, ông ông nghĩ rằng là đây có thể là một kẻ lừa đảo gọi tới mình đây, mình phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế uh, hay là sẵn sàng cái tinh thần để mà mình trả lời cho những cái tên lừa đảo này. Thế nhưng chỉ mấy phút sau thì ông nghe tiếng gõ cửa và ông nghe tiếng gõ cửa khi ông mở ra thì có một người lái xe Uber lọt Letta, cái bà này tên là lọt Letta, 61 tuổi. Bà nói rằng là tôi là người lái xe Uber và tôi tới đây để lấy một ngón, một gói hàng từ ông. Thì ông này em nói rằng là mới gọi mới có người gọi điện thoại nói rằng là nếu mà không cào cái số đó ra thì sẽ có người tới lấy cái thẻ đó mà bây giờ lại lúng đúc đó có một người tới mà nói rằng là tới để lấy một cái gói hàng gì đó thì ông ông nói à như vậy là tên lừa đảo nó tới rồi ông sách súng ra và ông hỏi ai ai là người gọi mấy người tới đây lấy đồ gì đó đó thì cái bà Loletta nói tôi nhận được một cú điện thoại nói rằng là tới nhà ông địa chỉ này để lấy đồ thì hai bên bắt đầu cãi nhau và ông 81 tuổi này rút súng ra và bắn bà này ba phát đạn. Ừ. Thì hai phát đầu tiên đó thì bà này chỉ bị thương thôi, Và bà, bà cố gắng gọi số 911 khẩn cấp. Thì khi nói chuyện với lại à, tổng đài thì bà nói rằng là tôi là người lái Uber nhận được một cú điện thoại à, tới lấy một gói hàng để đi giao tại nhà này thì tôi bị bắn. Thì sau đó ông này bắn thêm một phát nữa là phát thứ ba thì phát đó nó nặng hơn. Sau khi mà đưa vào nhà thương đó thì cái bà này chết ở trong nhà thương thì ông này đã bị bắt về tội tấn công, nhưng mà cho tới ngày hôm nay đó thì ông mới bị chính thức ở tòa án truy tố là giết người khi cái người Uber này không làm gì nguy hiểm tới ông hết. Đó phải chi cái người lái xe Uber này hăm dọa ông hay là có dao có súng gì đó thì nguy hiểm tới tính mạng, ông này phải tự bảo vệ. Nhưng mà theo giờ theo điều tra thì cái người lái xe Uber này không có cái gì làm cho ông này bị nguy hiểm và ông đã dùng súng để bắn cái người này. Thế bây giờ cảnh sát còn điều tra thêm ai là người gọi phone, cái cú phone đó nó có liên hệ với nhau hay không nữa. Cái người gọi phone cho cái ông này nói rằng là ông phải đi mua gói hàng, ông phải đi mua cái thẻ này thẻ cào rồi đó hay là sẽ có người tới nhà pick up cái thẻ đó nếu mà ông không biết cào ra như thế nào. Rồi ai là người gọi cho cái người Uber này mà cho đúng cái địa chỉ nhà ông này nữa. Đó, bây giờ họ nói rằng là cảnh sát điều tra họ nói rằng là chưa thấy có cái gì liên quan với nhau trong cái vụ này. Đó, họ nghĩ rằng là cũng có thể là một người gọi mà thôi đã làm cho cái tình trạng nó xảy ra như vậy. Cho nên hiện tại đó thì cho tới ngày hôm nay thì ông cụ 81 tuổi này đã bị truy tố tại tòa về tội giết người và ông không nhận tội và ông sẽ chờ ngày ngày ra tòa kế tiếp. À, còn riêng cái bà 61 tuổi này đã qua đời đó thì uh, cảnh sát nè, rồi uh, Uber công ty Uber nè cũng đang là có những cái cách để mà giúp đỡ cho cái cái, cái nạn nhân này. Wow. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì tin tức cập nhật tiếp theo liên quan đến việc mà một người một ông Việt Nam đứng ở trên cái căn chung cư rồi xả súng bắn bắn lên trời rồi bắn xung quanh tùm lum đó. Thì ông này là một người gốc Việt tên là Victory Lộc Vinh Nguyễn. Ngày hôm qua cũng có khán giả nói là tên Victory là tên đàn ông mà Victoria là tên phụ nữ vậy đó. À, à, à. Ông này là Victory chữ y dài, Victory Lộc, Vinh Nguyễn 41 tuổi. Ngày hôm qua là ngày thứ 3 10 16 tây ông đã ra tòa lần đầu tiên. Thì một cái thái độ một cái biểu hiện mà quý vị nhìn thấy ở trong này ra tòa mặt mày rất là cười xong rồi làm cái dấu tay giống như hình trái tim vậy đó hướng về những người đang ngồi ở bên ừ. dưới để coi xét xử không có một cái vẻ gì là sợ hãi hay là ăn năn vân vân à, khi mà ra tòa thì ông victory lộc vinh nguyễn này được cảnh sát cho mặc một cái áo quý vị nhìn thấy áo ở đây họ nói đây là cái áo chống tự tử, tử ừ. và tay thì bị còng à, ông ra tòa bị rất kích rất là nhiều tội bị buộc rất là nhiều tội à, tội nào là cố ý à, giết người, là cố ý giết cảnh sát rồi những cái tội là cố ý à, giết thường dân, ừ. rồi tội tấn công bằng súng, vân vân. Nói chung là rất là nhiều cái tội mà đã được à, cáo buộc mà nếu như ông này bị nhận hết những cái tội đó đó thì cái án của ông cũng là à, đến chung thân. À, tuy nhiên ngày hôm qua thì ông từ chối hết, ông nhận bất kỳ một cái tội nào thì quý vị cũng đã biết là cái sự việc này nó xảy ra vào tối của ngày thứ bảy khi mà người khoảng 10 giờ rưỡi tối thì người dân địa phương họ gọi cảnh sát có một người đàn ông đứng ở trên nóc của một cái building bắt đầu nã súng tùm lum hết họ đếm là khoảng 30 đến 40 viên đạn ngày hôm qua thì có người nói là cả trăm viên đạn nhưng mà trong cái tin mới này thì họ nói là 30 đến 40 viên đạn rồi khi mà cảnh sát À, đi lên trên đó thì thấy ông này ông có tới bốn cái khẩu súng lực rồi à, lúc đó cảnh sát rồi lực lượng à, đặc nhiệm swat phải đưa những cái xe bọc thép đến để cho người ta nắp ở đó à, những cái cảnh tượng ở đó nó rất là khủng khiếp như ngày hôm qua nói có người phải nấp ở trong nhà tắm rồi mấy tiếng đồng hồ rồi ngày hôm qua người ta phỏng vấn thêm có người thì một cô cổ nói là lúc đó cổ nghĩ cổ chết rồi cổ phải vừa nấp cổ vừa gọi điện cho bố mẹ cổ giống như là nói cái lời trăng trăn ừ. trăng trối gì đó nếu con có thể chết ngay bất cứ lúc nào bởi vì không biết lúc nào thì viên đạn đó sẽ, sẽ lạc đến đây có nghĩa là rất là sợ hãi rồi những người cái chuyện gì nó xảy ra nữa rồi làm sao xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại